Thầy chào tất cả các em. Bây giờ thầy hướng dẫn các em giải cái bài tập trong cái tờ phiếu trắc nghiệm về phản ứng cộng và ăn kem, quy tắc cộng Markov-Mikov em nhé. Thầy lưu ý này, để việc học nó hiệu quả đó, thì ở video trước thầy đã giảng lý thuyết này, thầy đã đưa ra một số ví dụ minh họa này. Sau đó thì các em vào cái đường link em tải cái tờ phiếu bài tập này xuống, đường link ngay ở phía dưới cái video này này nhé. Em tải cái phiếu bài tập xuống xong là em làm đi, có thể chỉ làm được một phần thôi, không sao cả, nhưng như thế nó sẽ hiệu quả hơn là em không làm, em chỉ xem cái hướng dẫn giải của thầy thôi thì hiệu quả nó thấp lắm nhé. Đấy, thầy nhắc lại nhé, bước 1 này em xem cái video lý thuyết và ví dụ minh họa nhé. Đấy, có cái video thầy giảng lý thuyết và ví dụ minh họa về phản ứng cộng ăn kem, quy tắc cộng mắc cốt đầu đề là như thế này này trên kênh YouTube đó. Rồi sau đó bước 2 này em tải phiếu bài tập xuống ngay phía dưới cái video nhá, tải phiếu bài tập ngay phía dưới video này này, có cái đường link đấy thầy ghi ở đầu phần comment đấy, và tự làm. Sau khi tự làm xong thì em xem hướng dẫn giải. Đấy, khi xem hướng dẫn giải thì em xem là mình đã đúng ở những chỗ nào, mình đã sai ở những chỗ nào nhé. Cái nào đúng rồi thì tốt, cái nào sai thì mình sửa. Ok chưa? Rồi bây giờ đi vào nội dung của các câu hỏi này. Câu số 1: áp dụng quy tắc cộng Markov-Mikov vào trường hợp nào sau đây? A. Phản ứng cộng của brom vào alken đối xứng. Thì chúng ta biết là dù là cộng vào alken đối xứng như là đây, đối xứng từ hạ vai trò hai nguyên tử carbon như nhau, hay là đây chúng ta cộng brom vào, thì một nguyên tử brom vào đây, một nguyên tử brom vào đây thì vai trò hoàn toàn như nhau, ngay kể cả khi nó có bất đối thì chẳng nữa. Ví dụ CH3 CH nối đôi CH2, bất đối tức là hai vai trò của chúng gì, hai nguyên tử carbon khác nhau, khi cộng brom vào thì một nguyên tử brom vào đây, một nguyên tử brom vào đây và đảo chỗ cho nhau, có gì thay đổi không? Không. Trong cái A này là không phải rồi. À, phản ứng trùng hợp alken chả liên quan đúng không? Trùng hợp đâu là phản ứng cộng? À, phản ứng cộng HX vào alken đối xứng. Cộng HX vào alken đối xứng. Tên đã trở lại CH2 nối đôi CH2. Đây là alken đối xứng. Bây giờ chúng ta cộng HX vào. Thì H vào đây, X vào đây, tức chúng ta trở thành CH3 CH2X, hay ngược lại là X vào đây, H vào đây, có gì khác nhau không? Như nhau mà. Trên cộng HX vào alken đối xứng là không phải. Thì khi đó đổi vai trò của H và X thì nó cùng là một cái kịch bản thôi, chỉ tạo ra một sản phẩm. Phải là cộng HX vào alken bất đối xứng. Bất đối xứng thì lấy cái bất đối xứng đơn giản nhất như là CH3 CH nối đôi CH2 bất đối xứng ấy. Đấy, đúng không? Chúng ta cộng HX vào thì có chuyện gì xảy ra? H đính vào đây, X đính vào đây hoặc ngược lại. CH3 CH2 CH2 X đúng không? Hoặc là H đính vào đây, X đính vào đây thì chúng ta được CH3 CH X. Chỗ này đang CH2 bây giờ trở thành CH3. Đấy, các em thấy là hai cái cấu tạo nó khác gì? Khác nhau, tạo nên hai sản phẩm khác nhau, và người ta còn quan tâm đâu là cái sản phẩm chính, đâu là cái sản phẩm phụ. Đấy mới là đáp án đúng nha. Ok chưa? Rồi, nhớ rằng là quy tắc cộng Markov-Mikov nói về phản ứng cộng của HX vào cái alken bất đối xứng, là cái alken mà có hai cái nguyên tử carbon ở đối đôi ấy, nó có vai trò khác nhau. Câu số 2 này. Khi cho bút 1N tác dụng với dung dịch HBr thì theo quy tắc cộng Markov-Mikov, sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính? Chúng ta nhớ, em nhớ bút 1N không? Là alken mạch không phân nhánh 2CH CH đúng chưa? Nối đôi ở vị trí số 1 trên vị là 1N là vì thế. Bây giờ nếu như cộng với HBr thì tạo thành gì em? À, có hai kịch bản là H đính vào đây, Br đính vào đây, CH3 CH2. H đính vào đây chúng ta sẽ được thành CH2 CH2
BR hoặc ngược lại, H đính vào đây, BR đính vào đây thì chúng ta sẽ được CH3, CH2, CH, cái này BR đính vào đúng không? Cái chỗ này đang là CH2 trở thành CH3. Hai sản phẩm này thì một cái sẽ là sản phẩm chính, một cái sẽ là sản phẩm phụ, tức là một cái sẽ tạo ra với tỷ lệ nhiều hơn cái kia. Với số lượng nhiều hơn cái kia thì được gọi là sản phẩm chính nhá. Chính tức là nó tạo ra số lượng nhiều hơn, để nhắc lại để cho em nhớ. Vậy theo quy tắc cộng Markovnikov thì đâu là cái chính? Chúng ta nhớ lại nội dung quy tắc cộng Markovnikov. Vì khi cộng Hx và Ankan bất đối xứng thì hydro ưu tiên đính vào nguyên tử carbon có nhiều hydro hơn. Giữa hai nguyên tử carbon này thì nguyên tử carbon này có một hydro, nguyên tử carbon này có hai hydro, cho nên ưu tiên đính vào đây. Hydro ưu tiên đính vào đây. Đấy, thì đương nhiên BR vào đây rồi. Vậy cái dưới này mới là cái sản phẩm chính. Đúng chưa? Đây mới là sản phẩm chính. Chúng ta so với đáp án. À, thì đó là đáp án gì em? Đáp án C nhá. Câu số 3, Ankan C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm khử duy nhất. À, xin lỗi, chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất thì nói nhầm nhá. C có bao nhiêu đồng phân của khi tác dụng HCl khi cộng với HX mà chỉ cho một sản phẩm thì đó phải là cái Ankan đối xứng. Muốn biết nó là Ankan này cộng với HX này tạo thành một sản phẩm này thì suy ra là đối đôi CC phải gì? Đối xứng. À, đối xứng thì chúng ta biết rồi, C nối đôi C, ta viết hai cái này trước, ở hai vế của chúng phải hoàn toàn giống giống nhau. Đấy, vậy còn hai nguyên tử carbon nữa thôi. Một thì chia đều ra một thằng bên này, một thằng bên kia. Đúng không? Đấy. Vậy thì chỉ có mấy thôi, chỉ có mấy đồng phân? À, chỉ có một thôi. Đúng không? Chúng ta chỉ viết được duy nhất một cái cấu tạo kiểu này thôi. Nhá. Các bạn sẽ thắc mắc bảo thầy ơi, nó còn đồng phân cis với đồng phân Ankan, là có đồng phân dạng cis với đồng phân dạng trans nữa cơ mà. Như vậy thì nó phải tạo ra hai đồng phân, nó phải là hai cái đồng phân chứ thầy, cùng là cấu tạo như thế này thì còn dạng cis và dạng trans. À không phải nhé, đúng là cái này có cis và có trans thật. CH như thế này là cis này, và như thế này là trans này, CH3, CH3, H. Nhưng mà dù là cis hay dù là trans thì khi cộng thêm HX vào nó vẫn chỉ tạo ra đồng phân, một đồng phân duy nhất, nó sống trong mà thôi. Là bởi vì sao vậy? Khi đang là Ankan thì cái nên nối đôi giữa hai nguyên tử carbon này này, với các nguyên tử carbon này có sự lai hóa sp2, cho nên các nguyên tử carbon này, hydro này, carbon này, carbon này, carbon này, sáu nguyên tử này nó nằm trên một mặt phẳng. Thế nhưng mà khi mà cộng thêm HX vào thì nó chuyển sang cái trạng thái lai hóa là sp3. Ở cái trạng thái lai hóa sp3 thì chúng ta nhớ lại cái lai hóa sp3, cái này hơi lằng nhằng một chút nhé. Ở trạng thái lai hóa sp3 thì các nguyên tử các cái orbital nguyên tử carbon nó có bốn orbital hướng về bốn phía của một cái hình tứ diện đều. Carbon đây thì chỗ này sẽ là CH3, chỗ này sẽ H đúng không? Chỗ này sẽ là CH3, chỗ này sẽ là gì? BR. Đấy, nó hướng về bốn gì? Hướng 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 về bốn 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 bốn. À, thì biết rằng chỗ này là C thì bốn đây, một cái orbital này lai hóa xen phủ với orbital của nguyên tử carbon bên cạnh, chính là nguyên tử carbon này, được chưa? Còn nguyên tử carbon này nó chính là cái này đây, cái này nó tỏa áp về ba hướng trong không không gian, và vì vậy mà dù là cis hay dù là trans thì nó cũng giống nhau cả thôi nhá. Trần đáp án ở đây chỉ là một thôi chứ không phải là hai. Đấy, cái này thì hơi lằng nhằng, hơi khó hiểu, có thể là các em cảm thấy khó hiểu một chút, có thể các em hơi lơ mơ một chút, đừng lo lắng quá nhé. Thi thoảng có những chỗ không dễ gì để chúng ta có thể hiểu được hết ngay lập tức, nó cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định nhé. Rồi, ta sang cái câu số 4. Cho hỗn hợp
tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 khi tác dụng với nước thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng? Tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 thì nó đều là anken cả, đúng không? Cái mạch hở thứ nhất này là bút 1 en, CH3, CH2, CH2 nối đôi CH2. Khi cộng với H2O, tức là nó tách thành HOH thì tạo thành những sản phẩm nào? CH3, CH2. Xin lỗi, thầy viết thừa đây một cái hydro đúng không? Chỗ này là CH2, CH2, OH, tức là H đính vào đây, OH đính vào đây, và ngược lại CH3, H đính vào đây, OH đính vào đây, CH2, CH, OH, CH3, đúng không? Một sản phẩm, hai sản phẩm. Rồi, còn mạch hở nào nữa? CH3, CH, CH, CH3. Khi cộng với nước, chúng ta thấy tạo thành mấy sản phẩm? Chỉ tạo thành một sản phẩm thôi, vì hai nguyên tử carbon này nó đối xứng mà. H đính vào đây, OH đính vào đây hay đảo ngược lại đều giống nhau. Tạo thành gì? CH3, CH2, CH, OH, đúng không? CH3. Đấy. Mạch hở nào nữa không? Bây giờ chúng ta cho nó phân nhánh. Thì CH3 đây này. Ở đây đây có nối đôi. CH2, CH3, đúng không? Cộng với H2O thì chúng ta nhận thấy có phải là hai nguyên tử carbon này bất đối xứng. Hydro vào đây, OH vào đây và ngược lại. Nên chúng ta được hai sản phẩm là CH3. Đấy, CH, CH3, CH2 là cái chỗ này, đính thêm OH vào. Nó hết chỗ, chỗ này là hẹp quá hết chỗ thì viết viết tiếp sang bên đây nhá. Sản phẩm thứ hai là H đính vào đây, OH đính vào đây. Thì chúng ta được CH3C, CH3, chỗ này trở thành CH, đang từ CH2 thêm hydro vào thành CH3 đúng không? Chỗ này thành OH. Vậy là bây giờ khi đếm sản phẩm thì nhiều người sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5, nhưng không phải đâu. Cái trường hợp này này, cái trường hợp này này, nó hoàn toàn giống gì? Giống nhau. Trên thực chất khi cho ba cái này mà cộng với nước thì chúng ta chỉ thu được có mấy sản phẩm thôi, bốn sản phẩm thôi chứ không phải là năm đâu nhá. Đấy, nhiều bạn vội quá đếm rồi, cái này hai, cái này một, cái này hai, tổng cộng là năm. Không phải vậy, vì hai cái này nó trùng nhau mất rồi. Ok chưa? Câu số 5 hỏi có bao nhiêu anken ở thể khí mà khi cho mỗi anken á tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Anken ở thể khí thì đó là những cái anken nào? Đó là những cái anken mà chỉ có từ 4 nguyên tử carbon đổ xuống này. Không vượt quá 5 được. Thế thì anken đơn giản nhất là CH2 nối đôi CH2. Đấy. Cộng với HCl, hai cái này đối xứng này, chắc chắn là chỉ tạo ra một sản phẩm là CH3, CH2, CL, đúng không? Cái anken thứ hai là CH3, CH nối đôi CH2 mà cộng với HCl thì chúng ta nhận thấy là hai nguyên tử carbon này nó thế nào? Nó bất đối xứng rồi. Cho nên là H vào đây, CL vào đây và ngược lại sẽ tạo ra chúng ta hai sản phẩm khác nhau. Chứ cái này có được không? Cái này không được. Người ta yêu cầu là chỉ thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Rồi, 1, 2, 3, 4. Đến cái buten. Buten thì chúng ta nhận chỉ có thằng này thôi, đúng không? CH3, CH, CH, CH3 mà cộng với HCl, hai nguyên tử carbon này nó đối xứng với nhau thì chúng ta mới thu được một sản phẩm chứ. H ở đây, CL ở đây và ngược lại hoàn toàn như nhau. Thế còn bút 1 en thì khác, không được. CH3, CH2, CH2, CH, CH2, đúng không? Bất đối mất rồi. H vào đây, CL vào đây và ngược lại. Đã tạo ra hai sản phẩm mất rồi. Hay là ví dụ như cái cấu tạo rẽ nhánh C, 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 C. CH3, CH2, CH3. Cái này có được không? Không được, hai nguyên tử carbon này bất đối rồi. Khi cộng HCl, nó tạo ra hai sản phẩm khác nhau cơ.
Vậy thì chúng ta có trường hợp này là một này, chúng ta có trường hợp này là hai này, đúng không? Tổng cộng là có mấy? Có hai thôi nhé. Trong số những alkan ở thể khí điều kiện thường thì chỉ có hai cái alkan mà khi tác dụng với HCl chỉ cho một cái sản phẩm duy nhất. Câu số 6, hydrat hóa hai alkan chỉ tạo thành hai ancol. Thế hai alkan đó là hai cái nào trong số những cái mà họ liệt kê dưới đây? Hai alkan mà tạo thành hai ancol tức là hai rượu. Thì có nghĩa là mỗi alkan chỉ tạo thành một gì? Rượu thôi. Đấy. Thứ nhất là hai methyl propen. Ta kiểm tra đáp án A xem có phải không nhé. Hai methyl propen thì ngay cái tên của nó đã sai rồi. Propen đây. À không, xin lỗi, tên nó nhầm, đúng nhé. CH3. Cái này mà cộng với H2O thì cảm thấy là hai nguyên tử carbon này thế nào rồi? Bất đối rồi, cho nên nó có thể tạo thành mấy ancol? Tạo thành hai ancol mất, CH3, CH3, OH ở đây, CH3 ở đây. Và cái sản phẩm nữa là gì? CH3, CH3, CH2, OH. Một mình thằng này đã tạo thành hai cái ancol rồi. Thằng bút một em nữa lại tạo thành, nếu mà em viết phản ứng ra, nó lại cũng là một thằng carbon bất đối, hai nguyên tử carbon bất đối, cho nên nó tạo thành hai ancol nữa, tổng cộng là bốn ancol cơ. Nhưng thằng này không được. Em kiểm tra đáp án B nhé. Propen và bút hai an, propen đem này, CH3, CH nối đôi CH2 và cộng với nước. Thì hai nguyên tử carbon này bất đối xứng rồi. Cho nên nó tạo thành mấy ancol? Hai ancol. Một mình thằng này tạo thành hai ancol rồi. Để chưa kể ancol tạo ra từ bút hai an nữa, chứ chắc chắn nó vượt quá hai rồi. C. Eten và bút hai an, eten là alken cùng hai nguyên tử carbon thôi. Khi cộng với nước chúng ta dễ nhận thấy là cái này đối xứng mà, cho nên tạo thành CH3, CH2, OH. H vào đây hay OH vào đây, hay ngược lại như nhau tất. Cái sản phẩm thứ hai, cái chất thứ hai là bút hai an, CH3, CH nối đôi CH, CH3 đúng không? Bút hai an, alken có nối đôi ở vị trí số 2. Khi cộng với nước, ta thấy hai cái này đối xứng chưa? Trên khi cộng với nước thì nó chỉ tạo thành một sản phẩm duy nhất là CH3, CH2, CH, OH, CH3 đúng không? Đảo chỗ cho nhau không có gì thay đổi cả. Vậy đáp án đúng ở đây này, C cho cái câu số 6 nhé. Rồi. Cái câu số 7 này, hydrat hóa hỗn hợp X gồm hai alken chỉ thu được hai ancol. Thế hai alken đó là đấy, giống với câu số 6 không? Quá giống đúng không? Khác với câu số 6 là họ gọi tên. Thì cái này họ cho chúng ta các công thức. Thế thôi. Thì chúng ta nhận thấy là CH2, CH2 đây đối xứng trên chỉ tạo thành một ancol, nhưng thằng này không đối xứng trên khi cộng với nước tạo thành hai ancol, tổng cộng là tạo thành ba ancol cơ. Thằng B, thằng này tạo thành một, thằng này tạo thành một, ta vừa phân tích kỹ ở câu số 6 rồi nhá. Đến cái câu số 8 này, 2,8 gram alken xì làm mất màu vừa đủ dung dịch 8 gram brom. Hydrat hóa alken A nhé, là vừa hydrat hóa cái alken này thì chỉ thu được một ancol duy nhất. Thế cái alken A có tên là gì? Thì chúng ta nhớ alken A là CnH2n. Khi cộng với brom thì tạo thành gì? CnH2nBr2 đúng không? Do trong alken là có một cái nối đôi trên chỉ cộng được mỗi một phân tử brom. Chúng ta có số mol brom bao nhiêu? 8 chia cho khối lượng mol của brom là 160 em nhé. Một nguyên tử brom là nặng 80 đơn vị carbon. Nhớ không? Đấy, chân là một mol của brom là nặng 160 gram, 8 chia cho 160 là bằng 0,05 ha. Thì em để ý này, chỗ này là 0,05. Vậy thì số mol của alken cũng là 0,005. Trên là chúng ta có khối lượng mol của alken thì bằng khối lượng chia cho số mol. Khối lượng là 2,8 chia cho số mol là 0,05 thì bằng 56 đúng không nhỉ? 56. Thì suy ra là
CnH2n mà. Một nguyên tử carbon nặng 12, n nguyên tử carbon nặng 12n cộng với 2n của hydro nữa là 14n bằng 56. Vậy thì n bằng mấy? N bằng 4. Vậy thì suy ra công thức phân tử của anken A là gì? C4H8. Được chưa? Anken A có công thức phân tử là C4H8 mà khi hydrat hóa chỉ thu được một ancol duy nhất. Hydrat hóa tức là cộng với nước H2O, tức là cộng với HOH rồi, tức là dạng cộng với HX rồi, để thu được một sản phẩm duy nhất thì nó phải là cái anh có nối đôi, đối xứng hai, ta viết trước hai nguyên tử carbon để cho nó đối xứng, còn hai thằng carbon còn lại chúng ta phải phân đều về hai phía, đúng không? Đấy. Thêm H vào cho nó đủ, thêm H vào cho nó đủ. Vậy đây chính là gì? But 2 đen tương ứng với đáp án B nhé. Rồi, cái câu số 9 này, đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol một anken A thì thu được 4,48 lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Cho A tác dụng với dung dịch HBr chỉ cho một sản phẩm duy nhất. Thế vậy công thức cấu tạo của A là đấy, anken CnH2n khi đốt cháy hoàn toàn thì tạo thành NCO2 cộng với N nước. Thôi, ta chẳng cần phải cân bằng cái oxy để làm gì cho nó mệt, đúng không? Ừ. Thì chúng ta nhận thế này, tỷ lệ là một mol anken khi đốt cháy thì tạo thành n mol CO2. Cho nên là chúng ta có cái tỷ số về số mol CO2 chia cho số mol anken A đúng bằng n. Đấy. Mặt khác ấy, trên thực tế chúng ta có được số mol CO2 bằng bao nhiêu? 4,48 chia cho 22,4 ở điều kiện chuẩn thì một mol có thể tích 22,4 mà. Đấy. 22,4 lít mà. Đúng không? 4,48 chia cho 22,4 thì ra 0,2 mol. Đúng chưa? Số mol anken A lại bằng gì? 0,05. Vậy thì suy ra cái tỷ số này bằng bao nhiêu? 0,2 chia cho 0,05 thì bằng mấy? Bằng 4. À, vậy thì suy ra là công thức phân tử của anken A là C4H8. Đúng không? Thế và lại kèm thêm cái dữ kiện là A tác dụng với HBr chỉ cho một sản phẩm duy nhất. Chỉ cho một sản phẩm duy nhất thì nó phải là ken có hai nguyên tử carbon đối xứng, bốn nguyên tử carbon tất cả. Chúng ta viết trước hai cái này, còn hai thằng còn lại phải phân đều về hai phía. Đúng không? Đấy, đây công thức cấu tạo đây. Mình so với đáp án thì đó là đáp án gì? Đáp án D. Được chưa? Thế là câu số 9 em nhé. Đến câu số 10, anken X mặt hở có công thức phân tử là C4H8. Khi tác dụng với HBr cho một sản phẩm duy nhất. Rồi, cái này vừa phân tích xong ở cái ý trước mất rồi. Đúng không? Giống y xì cái câu số 9 rồi. Chỉ khác mỗi cái công đoạn là chúng ta không phải đi tìm công thức phân tử thôi, cho nên là em dễ nhận được đây là đáp án B. Câu số 11, hỗn hợp propen và buten tác dụng với HCl tạo ra 4 sản phẩm. Hỏi công thức cấu tạo của buten là. Thế thì propen thì biết cụ thể, vì propen là anken có 3 nguyên tử carbon và 3 nguyên tử carbon thì chỉ có một cái kiểu cấu tạo duy nhất thế này, không thể khác được. Cho thằng propen này cộng với HCl thì chúng ta dễ nhận thấy tạo ra mấy sản phẩm em? Hai sản phẩm đúng không? CH3 này. H đính vào đây thì sẽ được CH2 này. CH2 vẫn giữ nguyên này. Chỗ này đính thêm CL vào nữa này, hoặc đảo ngược lại này, CH3 này. H đính vào đây, CL đính vào đây này, CH này, CL này. Đang CH2 thì bây giờ chuyển thành CH3 này, đúng không? Vậy thì từng propen này khi cộng HCl tạo ra hai sản phẩm. Vậy thì thằng buten này khi cộng HCl cũng phải tạo thành hai sản phẩm nữa. Buten ở đây có thể là buten 1, có thể là buten 2, có thể là isobuten. Đúng không? Đấy. Tí thì để cho nó tạo ra 4 sản phẩm thì nó phải là cái anken tạo ra hai sản phẩm thì nó phải là anken bất đối xứng. Còn hai thằng hydro còn lại thì à, xin lỗi, hai thằng carbon còn lại thì có những cách bố trí nào? Mà chỉ có cách bố trí thứ nhất này,
CH3, CH2, CH, CH2. Chúng ta biết rằng nếu mà cộng với HCl thì cũng tạo ra hai sản phẩm là mấy? CH3, CH2. Chỗ này là đang CH trở thành CH2, CH2 giữ nguyên và đính CL vào, hoặc ngược lại là CH3, CH2. Chỗ này chúng ta đính CL vào thì chỗ này sẽ thành CH3, đúng không? Tạo hai sản phẩm. Vậy đó có thể là thằng này. Cũng có thể là thằng nào nữa, cũng có thể là thằng này nữa. CH3, CH3, CH2. Khi cộng với HC, CL em nhận thấy là hai nguyên tử carbon này bất đối đây. Cho nên là nó sẽ tạo thành CH3, CH, CH2, CL, CH3 ở đây nữa đúng không? Hoặc ngược lại, CH3 chỗ này CH C, C thôi, CH3 chỗ này chúng ta đính CL vào, CH2 bây giờ trở thành CH3. Vậy thì buten đó có thể là thằng này hoặc có thể là thằng này. Đúng chưa? Ta chọn trong đáp án thôi. À thì chọn thằng nào? Đây, thằng đáp án gì? Đáp án A. Chỉ có điều là cái nối đôi đây khi thầy viết thì để lại phía phía đầu này, còn trong đầu bài họ để phía đầu phía bên này. Có gì khác nhau không em? Không. Đúng chưa? Có thể là một trong hai thằng này nhưng mà trong đáp án chỉ liệt kê thằng này thôi thì ta khoanh thằng này ngay nhé. Còn như em thấy B không được này, B là hai nguyên tử carbon đối xứng đây đây này. Phải không? Khi cộng với nước chỉ tạo thành một alken thôi. Còn thằng C thì sao? Thằng C họ đánh lừa mình tí cho vui thôi. Đây thằng C đây. Thằng C chẳng qua là họ viết là gì? CH CH3 họ đẩy xuống dưới CH CH3. Thì đây chỉ là cách viết thôi. Phải không nhỉ? Đấy. Ok chưa? Tức là về bản chất thì cái C với cái công thức của C và B là hoàn toàn gì? Hoàn toàn giống nhau nhé. Ở đây cái chỗ này nó lỗi phông một chút này, CH3 vào đây này. Thì đáp án D cũng được đấy em ạ. Trên cái đầu bài này không không đủ chuẩn xác. Như ta vừa phân tích ở trên là hoàn toàn có thể là chất này hoặc chất này, tức là có thể là A hoặc có thể là D. Vậy thì cái đầu bài này nó hơi thiếu chính xác một chút nhé. Đấy. Câu số 12 này, bút 1En tác dụng với HBr thì tạo ra sản phẩm chính là bút 1En nhé. Bút 1En 1 2 3 4 3 CH2 CH CH2 cộng HBr. Em có thấy đầu bài có cái gì vô lý không? Đấy. Có cái hơi sai sót một chút, lẽ ra phải là brom buten chứ không phải là clo buten nhé. Đầu bài này hoặc là em sửa lại giúp thầy chỗ này là HCl nhé, sửa lại giúp thầy HCl thì sẽ tạo thành gì? CH3 CH2 đúng không? H đính vào đây sẽ trở thành CH2, chỗ này CH2 thì tầng clo đính vào đây. Ngược lại CH3 CH2 này vẫn thế. CH đây, thằng clo đính vào đây và thằng CH chỗ này hydro đính vào đây trở thành CH3. Trong hai cái sản phẩm này thì sản phẩm nào là sản phẩm chính? Chúng ta lại nhớ lại quy tắc cộng của Markov-Jacob là gì em? Để hydro ưu tiên đính vào nguyên tử carbon có nhiều hydro hơn. Hay nói cách khác là đính vào nguyên tử carbon có bậc thấp hơn, thì giữa hai thằng carbon này với nhau thì thằng carbon này có một hydro, thằng carbon này có hai hydro thì nó sẽ ưu tiên đính vào thằng carbon có nhiều hydro hơn, tức là đính vào thằng này. Cho nên cái dưới này mới được là sản phẩm gì? Sản phẩm chính nhé. Vậy thì sản phẩm chính của chúng ta là clo để vị trí số 2, cho nên tên gọi của nó là hai gạch một cái clo 1 2 3 4 và chính gồm có bốn nguyên tử carbon thì đó là gì? Butan đúng không? Hai clo butan, tức là đáp án gì? Đáp án D nhé. Cái câu số 13, một câu lý thuyết thôi. Theo quy tắc cộng Markovnikov, trong phản ứng cộng axit hoặc nước vào nối đôi của alken thì phần mang điện dương sẽ cộng vào đâu? Phần mang điện dương sẽ ưu tiên cộng vào thằng nguyên tử carbon có nhiều hydro hơn.
tức là có bậc thấp hơn. Thì trong phần lý thuyết thì đã giải thích rất là kỹ, ví dụ thầy lấy ví dụ cụ thể cho nó dễ hình dung, đúng không? Thằng carbon này âm điện hơn hydro, trên carbon này hút electron về phía nó, hút electron về phía nó, hút electron về phía nó. Electron thì mang điện âm cho nên làm cho thằng carbon này hơi âm một tí. Thằng carbon này hút được electron của hai hydro về trên cũng hơi âm một tẹo. Carbon này hút được electron của một hydro thôi, carbon này lại hút được electron của hai hydro cơ, cho nên nó bị cả hai thằng cùng hơi âm, nhưng mà thằng này âm gì, âm hơn. Cho nên thằng nào mà âm hơn thì thằng dương nó gì, nó thích hơn, cũng giống như hai cô gái, cô nào xinh hơn thì chàng trai nó sẽ thích hơn, có vậy thôi, đúng không nhá? Đấy. Và thầy nhắc lại là ở đây khi viết âm người ta hay cứ viết chữ delta trừ này, delta trừ này, hàm ý là nó mang điện âm nhưng âm bao nhiêu không cụ, không đo được một cách cụ thể nhé. Vậy đáp án là cái nào nhỉ? Carbon có bậc cao hơn, không phải. Carbon có phải là carbon có bậc gì, thấp hơn à? Nhưng mà C nó nói rõ hơn này, carbon mang nối đôi nhưng mà bậc gì, bậc thấp hơn nhé. Đấy, đây chúng ta chọn đáp án gì, C nó đầy đủ hơn, carbon phải có nối đôi chứ, nói là carbon có bậc thấp hơn thì nhỡ ra ví dụ như đây này, đấy, CH3, CH2, CH nối đôi CH2, và nó carbon có bậc thấp hơn thì thằng này bậc một này nó cộng vào đây à, đúng không? Không phải, ở đây không cộng vào được nữa rồi, carbon này no đủ rồi nhá. Phải là ở carbon có nối đôi nhưng mà có bậc thấp gì, thấp hơn. Nhưng nhiều khi chúng ta phát biểu thì chúng ta cứ hay nói cho nó ngắn gọn là cộng vào carbon có bậc gì, thấp hơn. Câu số 14, hỗn hợp gồm proton và chất B. Chất B thì có cái công thức phân tử là C4H8. Chất B này tác dụng với nước có axit làm xúc tác, đun nóng tạo ra hỗn hợp chứa ancol bậc 3. Đấy. Ancol bậc 3 nhé. Khi thầy dạy ở lớp apply đấy thì nhiều bạn đọc đầu bài rất là nhanh và bị rơi vào cái bẫy tưởng là tạo ra ba ancol. Không, tạo ra ancol bậc 3 nhé. Propen và một chất B, chất B có công thức C4H8. Propen thì chúng ta biết là CH3, CH, CH2, mà khi cho cộng với nước thì tạo thành gì? Có thể tạo thành hai cái ancol là CH3, CH2, CH2OH hoặc là CH3, CHOH đính vào đây. Còn hydro đính vào chỗ này tạo thành CH3. Đấy, ban đầu chúng ta cứ viết nó tương đối đầy đủ một chút, đừng nhanh vội. Em thấy là thầy chữa khá là chậm. Các em cũng vậy. Đi thi chúng ta chỉ có 1-2 phút một câu thôi. Nhưng ở nhà những lần đầu chúng ta không quan trọng cái chuyện dài, thời gian dài hay ngắn, mà quan trọng là làm cho nó đúng, cho nó rõ ràng ra. Rồi sau đó đi vào luyện tập chúng ta có kinh nghiệm ấy, lúc đó mới 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 mới, mới, mới tăng tốc, lúc đấy mới để ý yếu tố thời gian nhá, nhớ không? À, trở về với bài này thì đây là ancol bằng mấy, nguyên tử carbon này đính trực tiếp với nguyên tử carbon bên cạnh, một nguyên tử thôi, trên carbon này bậc một, OH đính với nó thì chúng ta có ancol bậc 1. Nhóm OH đính với nguyên tử carbon bậc 1 thì chúng ta có ancol bậc 1. Nguyên tử carbon này đính trực tiếp với hai nguyên tử carbon, trên nguyên tử carbon này carbon bậc 2. OH đính trực tiếp với thằng này trên chúng ta được ancol bậc gì? Bậc 2. Mà đầu bài yêu cầu chúng ta tạo thành ancol bậc 3 cơ. Đấy. Ancol bậc 3 thì nhóm OH sẽ phải đính vào cái nguyên tử carbon bậc 3 mới được. Bây giờ bút vậy thì nó thằng này phải tạo ra carbon ancol bậc 3. Đấy. Thì nó không, có thể là mạch không vân nhánh được không? Không, trong mạch không vân nhánh em để ý này. Carbon bậc 1 này, carbon bậc gì? Bậc 2 này, chứ không có ancol bậc 3. Vậy thì nó phải là như thế này cơ. Có carbon bậc 3 và nhóm OH phải tính vào đây, CH3 này, đối đôi này, CH3 này, CH2 này, khi cộng với H2O này thì cái này cũng tạo ra sản phẩm, hai sản phẩm CH3 này. Đấy, C này, CH3 này,
Hiro đính vào đây thì tạo thành CH3 này. Vậy nhóm OH đính vào đây này. Em để ý không? Có không? Carbon này đính trực tiếp với ba nguyên tử carbon khác. Trên carbon này là carbon bậc 3, trên chúng ta được thu được ancol bậc gì? 3. Tất nhiên ngoài trong trường hợp này khi cộng với nước chúng ta cũng thu được ancol bậc 1 nữa là CH3 C H đính vào đây đi, đúng không? CH3. Chỗ này là CH gì? C2 OH đính vào đây. Thì thấy carbon này liên kết trực tiếp với một nguyên tử carbon, trên đây là carbon bậc 1, trên chúng ta thu được ancol bậc gì? Bậc 1. Họ hỏi chúng ta là tạo ra hỗn độc có chứa. Thì đây, ancol bậc 3 đây. Trên tầng 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 B nó phải có công thức cấu tạo kiểu như thế này. Đây chính là gì? Iso butylen. Chúng ta nhớ là bình thường đang mạch không phân nhánh thì nó là butylen, đúng không? Thì bây giờ cắt một tầng CH3 đưa xuống vị trí số 2 thì thêm cái tiền tố iso vào cho đáp án ở đây phải là D. Câu số 15. Hỗn hợp gồm có propen và chất B. Chất B có công thức phân ở C4H8 tác dụng với HBr đun nóng tạo ra hỗn hợp có 3 sản phẩm. Này nó đánh lừa mình, trên bảo ancol bậc 3, dưới bảo 3 sản phẩm. 3 sản phẩm thì em để ý này, propen cộng với HBr thì nãy đến giờ viết đi viết lại nhiều rồi, tạo ra mấy sản phẩm nhỉ? Tạo ra 2 sản phẩm này. Vậy bây giờ muốn cho cái chất B cộng với HBr nó chỉ được phép tạo ra mấy sản phẩm thôi? Một sản phẩm nữa thôi. Vậy thì đó phải là cái anken đối xứng CH3 CH CH CH3. Cái này mà cộng với HBr thì em biết là chỉ tạo ra mấy sản phẩm thôi? Một sản phẩm, trên tổng cộng được mấy sản phẩm? 3 sản phẩm. Đúng không? Mà không có không, không sợ hai thằng này nó trùng nhau đâu, vì thằng carbon này mạch có 3 thôi, thằng này mạch có 4 cơ, đúng không? Nhưng trùng nhau thì chắc chắn hợp phải. Cho nên là cái B phải là có công thức cấu tạo như này thì nó chính là gì? But hai hạt. Đáp án B nhé. Rồi, các em đối chiếu với cái phần mà mình đã làm. Xem những câu nào mình đúng và những câu nào mình sai. Những câu sai thì em chịu khó phải tự sửa nhé. Rồi, thầy chào tạm biệt tất cả các em và chúng ta còn hẹn gặp lại nhau trong những cái bài giảng kế tiếp.